Bé mèo Min và bé mèo Dư đang nằm ở trên sàn nhà, trên phòng khách khá là rộng, các bạn đang vô tư chơi và nằm thoải mái luôn. Các bạn xem video của mình thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ channel Kết Từ Mèo Ve nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.